Tiểu sử Wendy Thảo. Sau khi ra mắt bộ phim ngắn Oan gia vào cuối tháng 1 năm 2018, Wendy Thảo đã có một khoảng thời gian im ắng để chuẩn bị cho sản phẩm tiếp theo. Wendy Thảo, nữ ca sĩ, được biết đến với ngoại hình ưa nhìn, dễ mến và chất giọng khá lạ tai. Hiện tại thì cô đã được yêu mến ở trên mọi mặt trận online. Trên các trang mạng xã hội, những bài hát của cô đã thu hút được hàng triệu lượt nghe, lượt xem và những lượt chia sẻ ở trên Facebook, YouTube. Wendy Thảo có tên thật là Nguyễn Thảo Kha, sinh vào ngày 9 tháng 1 năm 1993 tại Cà Mau. Cuối năm 2015, Wendy Thảo đã ra mắt khán giả với album Không Còn Nợ Nhau. Tiếp theo sau đó chính là album Tự Ngã Em Tự Đứng Lên, bộc lộ sự trưởng thành hơn ở trong giọng hát. Album này đã gây được nhiều ấn tượng và cô đã có được khán giả trẻ ủng hộ nồng nhiệt. Sau thành công của các ca khúc trên thì Wendy Thảo đã nhanh chóng cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới. Đó là album Đừng Nhìn Em Khóc Mới Biết Em Đau. Một điều rất đáng nói đó chính là sau khi cô cho ra mắt hai album này được 2 tuần thì số lượt nghe của các ca khúc Đừng Nhìn Em Khóc Mới Biết Em Đau đã lên tới hơn 5 triệu lượt nghe. Cô không chỉ nổi tiếng bằng chính giọng hát mà Wendy Thảo còn chinh phục được các khán giả bằng chính khả năng sáng tác của cô. Cô đã sáng tác được rất nhiều các ca khúc, nhưng hầu hết các ca khúc của cô đều do các ca sĩ khác trình bày. Một trong những ca khúc giúp cho cái tên Wendy Thảo đến gần hơn với khán giả chính là ca khúc Làm Người Yêu Em Nhé Baby, được thể hiện dưới dạng phim ca nhạc phát hành trên kênh Nhà Pro Tubi và đã đạt mốc hơn 80 triệu lượt xem, một con số bất cứ nghệ sĩ trẻ nào cũng đều mơ ước. Sau MV Làm Người Yêu Em Nhé, Wendy Thảo đã tiếp tục phát hành những bài hát khác như Đừng Cố Yêu Khi Tàn Phai, Đừng Nói Yêu Thôi. Tiếp nối những thành công trên bước đường âm nhạc của Wendy Thảo là sự ra đời của một album ca nhạc cùng với phim ngắn mang tên Sư Tỷ Học Đường. Chỉ sau 2 ngày, album nhạc phim này đã gây nên những cú hit về số lượt xem đạt hơn 3 triệu lượt và đây cũng được xem là thành công nhất định của một nghệ sĩ trẻ tài năng như Wendy Thảo. Phim ngắn Sư Tỷ Học Được Kết Thúc đã để lại sự tò mò và mong đợi từ phía khán giả. Mặc dù ekip và Wendy Thảo đều chưa tuyên bố gì về việc phim có tiếp tục hay không. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Titi, trưởng nhóm HKT trong vai nam chính, một cậu học sinh hiền lành bị bắt nạt, đã làm fan thích thú khi mà anh không còn xuất hiện với phong cách boss boy quậy phá. Ngoài khách mời là Titi, còn có sự kết hợp của bộ ba diễn viên hài nhóm Cả Tưng gồm Xuân Nghị, Duy Phước, Thanh Tân và diễn viên nữ Trương Nghi đã từng xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, cái tên Wendy Thảo vẫn chưa phải là quá quen thuộc với nhiều người. Nhưng sau 3 năm hoạt động miệt mài, Wendy Thảo là cái tên khá đắt sâu và rất được các khán giả yêu mến. Tháng 1 năm 2019, Wendy Thảo đã trở lại với sản phẩm mang tên Nỗi Đau Mang Tên Anh. Để thực hiện sản phẩm lần này, Wendy Thảo và ekip của cô đã cố gắng làm việc hết công suất cả ngày lẫn đêm để có thể mang đến cho khán giả một sản phẩm âm nhạc chất lượng và chỉnh chu nhất. Nỗi Đau Mang Tên Anh là một sáng tác của Wendy Thảo và là sản phẩm tâm huyết tiếp theo mà Wendy Thảo muốn gửi đến khán giả. Nữ ca sĩ cho biết, MV Nỗi Đau Mang Tên Anh vẫn là một sự kết hợp quen thuộc giữa cô và đạo diễn Lữ Bình. Ý tưởng MV lần này đến từ quản lý của cô. Khi mà anh nghe thấy về nội dung MV, Wendy Thảo đã cảm thấy rất hứng thú và thế là cả hai quyết định cùng nhau bắt tay và thực hiện. Với ngoại hình có chút baby, dễ thương xinh xắn, bài hát lại diện tốt, lại còn thêm khả năng sáng tác nhạc, Wendy Thảo còn có cả một con đường sự nghiệp rộng mở phía trước. Sự ủng hộ của khán giả sẽ là động lực để cô gái này tiếp tục phát triển hơn nữa trong sự nghiệp của mình, cũng như ra mắt được nhiều ca khúc hứa hẹn góp mặt trên bảng xếp hạng của các website nhạc trực tuyến.